Chim cho bác Quyên này đẹp chưa? Đẹp chưa cả nhà ơi? Đang chuẩn bị làm tổ ấy. Đẹp thế còn gì nữa. Làm tôi cây nhang kỳ này. Thế là ok chứ. Đẹp thì đây là cây ổi. Cánh như này thế nó mới chất. Chưa. Đẹp chưa? À, đỏ đỏ này. Đẹp lung linh. Đây là tiếp tục đi lấy mấy cái đồng rác để làm tổ nữa này. Mọi người xem đi. Đấy, chim đẹp chưa? Đấy. Đẹp chưa? Đây là ở ngoài Bắc nhá. Đấy, lại đủ rồi lại đi. Thế nha mọi người nha.